Chuyển động 360 kính chào quý vị, tôi là biên tập viên Hồng Hạnh, người sẽ cùng đồng hành và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Và ngay sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Đến ngày hôm qua 30 tháng 11, mực nước lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên lên trên báo động 3. Dự báo hôm nay ngày 1 tháng 12, lũ từ Bình Định đến Khánh Hòa xuống chậm và duy trì ở mức cao. Tính đến 6 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 12, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã sơ tán tại chỗ cho hơn 6.000 hộ dân. Về thiệt hại, đã có 10 người thiệt mạng và mất tích, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập. Thiệt hại nông nghiệp và các hoạt động kinh tế đang được thống kê. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại, triển khai ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Do đợt mưa lớn kéo dài, kèm theo thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 5.400 mét khối trên một giây, khiến nhiều địa phương dọc sông Ba như Phú Hòa, Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên bị ngập sâu. Ghi nhận tại thành phố Tuy Hòa, tối 30 tháng 11, nhiều tuyến phố chính bị ngập sâu, giao thông tê liệt, lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ người dân tài sản đến nơi an toàn bằng phương tiện cứu hộ. Đến sáng ngày 1 tháng 12, lũ trên các sông của tỉnh Phú Yên giảm chậm. Tuy nhiên, vẫn có hơn 28.600 hộ dân bị ngập lụt, chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở hư hỏng nặng. Theo ghi nhận, đã có 2 người ở huyện Phú Hòa và 2 người ở huyện Sơn Hòa tử vong do mưa lũ. Sáng ngày 29 tháng 11, 4 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác 85 khối gỗ trái phép trên, gồm Lê Thanh, 29 tuổi, Nguyễn Long Kỳ, 37 tuổi, Lê Đức Hòa, 41 tuổi và Trần Văn Trọng, 28 tuổi, cùng trú tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, đã đến cơ quan công an đầu thú. Hành vi của cháu là sai, là vi phạm pháp luật. Cháu hứa là sẽ khai thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Để thực hiện hành vi, các đối tượng vào rừng tìm các cây gỗ lớn để đánh dấu, ước lượng kích thước, khối lượng, sau đó về địa phương dò hỏi những người có nhu cầu mua gỗ với kích thước như trên. Thỏa thuận xong, cả nhóm chuẩn bị các đồ dùng thiết yếu, rồi mang theo máy cưa vào cắt, xẻ gỗ, dùng xe mô tô độ chế để tời, chở gỗ về bán chia nhau tiền tiêu xài. Các đối tượng mà vào phá rừng thì là rất là manh động, đối tượng thì nhiều. Quá trình mà để phát hiện ra cái vụ việc này thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi một thời gian rất là dài. Quá trình mà trinh sát phải bí mật vào rừng, đúng ra cái hiện trường khai thác mà đi mất khoảng 4 tiếng thì chúng tôi phải đi 8 tiếng. Đấy, vì cái việc mà chúng tôi phải đi vòng rừng để bọc lại để tránh các đối tượng đều có cắt cử người trông coi. Từng đoạn một, từng cái cửa rừng vào một là đều có các đối tượng sẽ trông coi giám sát người lạ vào, khi phát hiện người lạ thì các đối tượng rừng hoạt động. Hai nữa là đường rừng thì nó vất vả, mùa này thì bắt đầu cái khu vực phía đông là mùa mưa. Đấy, vì cái việc mùa mưa mà đi vào rừng rất khó khăn, các đồng chí trinh sát cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ. Kết quả thì cũng đã phát hiện và làm rõ được các đối tượng. Xác định vụ án phá rừng quy mô lớn này liên quan đến nhiều đối tượng, các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 11, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình Trung Đông, ông Thor Wennesland, điều phối viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine thời gian qua vẫn tiếp tục căng thẳng. Riêng một tháng qua, phía Palestine đã có 4 người chết, 90 người bị thương do lực lượng an ninh Israel gây ra, trong khi phía Israel cũng có 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Bà Comfort Arrow, phó chủ tịch lâm thời của Tổ chức Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế cũng như cả hai bên xung đột đều đang mất dần niềm tin vào tiến trình hòa bình Trung Đông, trong bối cảnh Israel liên tục bác bỏ bất cứ đề xuất nào có liên quan đến giải pháp hai nhà nước.
Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại bờ Tây với số vụ việc xảy ra giữa người định cư Do Thái với người Palestine trong 10 tháng qua ở mức cao nhất trong những năm gần đây, nhấn mạnh việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem và vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Gaza, nhất là việc đi lại của nhân viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế. Đây là một khu vực đang được phân lô, bán nền, xây dựng công trình tại vùng giáp danh giữa thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Theo quảng cáo, khu vực này được giới thiệu là khu đất nền biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp với tên gọi Sun Valley, Bảo Lộc, gồm nhiều tiện ích và 3 phân khu với các sản phẩm như dinh thự, shop house, shop villa, biệt thự vườn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khải Hưng là đơn vị phát triển. Cái này thì mình quản lý theo các quy định thôi, còn cái việc cái gọi là dự án thì nó không có nó không, người ta họ không có tới đây họ nói là xin làm dự án hay là cái gì cả, chủ yếu là hộ gia đình cá nhân họ xin làm đường hay là xin được hiến đất lập đường thôi. Khi hoạt động hiến đất làm đường hòng phân lô bán nền trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì tại huyện Bảo Lâm, vùng nguyên liệu chè Ô Long và cà phê trọng điểm lại tiếp tục diễn ra tình trạng san ủi đất đồi lập dự án bất động sản. Theo ghi nhận, hàng loạt dự án này chủ yếu được quảng cáo thổi phồng, pháp lý vẫn chưa rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại cho người mua. Vậy nhân mời về với khu bên này sẽ là 8 nhân mời ạ. Bán được nhiều chưa? Dạ cũng bán được 20 mấy con rồi anh. Cũng có booking, cũng có dự chỗ, cũng giờ đang làm cho những cái khách mà được ưu tiên trước á. Dạ. Chắc chủ yếu Sài Gòn lên mua nhỉ? Dạ đúng rồi, cũng có Sài Gòn, cũng có, nói chung là... Cho anh hỏi là mấy cái hạ tầng, ví dụ cái hồ bơi đây đúng không? Hay dạ đúng rồi, hồ bơi là những cái chuồng ở dưới anh. Thế là mình làm sao ạ? Hay là mình làm sao? Dạ mình cũng làm sao, nhưng là mình ưu tiên là nhà trước thôi ạ, để cho người ta ở khi mà di chuyển lại gần á anh. Không chỉ Blá, hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Lâm còn có hàng chục dự án đang được mở đường thi công công trình xây dựng nội khu. Trong đó, địa bàn xã Lộc Tân, Lộc Quảng có nhiều dự án lớn, diện tích lên đến hàng chục hecta, hầu hết được chuyển đổi từ những đồi chè cà phê, thậm chí có những rừng bê tông ngay trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Anh là người ở đây hả? Người đấy. Có biết là cái đất đó ai mua rồi họ của ai không? À, còn cái đó thì không biết rồi. Người ta tới đây mua đất của dân ở đây. Theo tìm hiểu, hầu hết các dự án trên địa bàn huyện Bảo Lâm là các khu đất do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên, ủy quyền cho các đơn vị bán hàng. Bằng hình thức này, đã hình thành các đơn vị tự đặt tên cho khu đất bằng tiếng nước ngoài và triển khai chào bán trên mạng xã hội. Với thị trường đang cực kỳ sôi động, mức giá bất động sản đang trở nên hỗn loạn. Liên quan đến hoạt động phân lô bán nền đang diễn ra rầm rộ trên địa bàn, ngày 24 tháng 11, phóng viên truyền hình Thông Tấn đã đến trực tiếp trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm để liên hệ làm việc, thậm chí để lại phiếu phỏng vấn nội dung theo yêu cầu của Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm Nguyễn Tấn Trầm để lãnh đạo huyện chuẩn bị. Thế nhưng ngày 29 tháng 11, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi của lãnh đạo huyện này. Năm nay việt quất có giá khá rẻ và được bày bán tấp nập trên các chợ mạng và các shop hoa quả nhập khẩu với mức giá từ 50-100.000 đồng một hộp loại 125 gram. Cùng với đó là quả lê Hàn Quốc cũng được bày bán tràn lan với đủ mức giá khác nhau. Trên mạng xã hội thì có giá từ 50-100.000 đồng một kg. Còn tại các sạp chợ, cửa hàng hoa quả nhập khẩu, loại quả này có giá từ 250-350.000 đồng một kg. Theo các chủ hoa quả cửa hàng nhập khẩu, các sản phẩm hoa quả nhập khẩu năm nay có giá thành rẻ hơn các năm khác, nhưng không đến nỗi thấp như đang bán ngoài thị trường. Ngân hàng Nhà nước thông báo sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ để giao dịch tại ATM và các trạm POS bình thường. Ngân hàng Nhà nước cho biết chỉ yêu cầu dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31 tháng 3 năm nay, nhưng không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành. Vì thế, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng đảm bảo giao dịch của chủ thẻ từ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ. Từ hôm nay mùng 1 tháng 12 đến hết tháng 5 năm sau, ô tô lắp ráp và sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu. Cụ thể, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô tô remote hoặc semi-remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất và lắp ráp trong nước được giảm 50%.
từ mùng 1 tháng 6 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ trở về mức như cũ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời sự 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.